Trận đấu tiếp theo nội dung tự do nữ 55kg. Tranh huy chương đồng, vận động viên Đoàn Thị Thùy Dung, đơn vị Phủ Lý, trang phục đỏ. Gặp vận động viên Hoàng Thị Hạnh, đơn vị Lý Nhân, trang phục xanh. Xin mời huấn luyện viên của Lý Nhân bắt tay vào với ghế chỉ đạo. Hai điểm tiếp theo cho đỏ. Hai điểm tiếp theo cho đỏ. Hai điểm tiếp theo cho đỏ. Không có Minh Ánh tiếp theo. Hiệp đấu tiếp tục. Trọng tài cho dừng hiệp đấu để hai vận động viên về sửa soạn lại trang phục. Vâng, như vậy là vận động viên Đoàn Thị Thùy Dung trong cuộc đỏ đã thắng ưu thế.